Quá tải bệnh viện là căn bệnh lâu năm của ngành y, lâu năm đến nỗi nó thành quen thuộc là tất nhiên. Quanh năm suốt tháng, người bệnh phải chấp nhận tình trạng quá tải, nằm ghép nhiều người một giường mà không được kêu ca, phản đối. Người ta chịu đựng nó, thích nghi với nó và không còn ý chí để thay đổi nó nữa. Đó là điều nguy hiểm vì người ta không thấy sự quá tải bệnh viện đã làm hại ngành y như thế nào. Tôi có nhiều năm tham gia quản lý bệnh viện. Trong quá trình đó, để truyền cảm hứng cho cán bộ, nhân viên và y bác sĩ, tôi ý thức rằng phải biến những lý thuyết phức tạp thành những điều giản dị để mọi người cùng hiểu, cùng làm. Khi nói với nhân viên hiểu ngành y mất gì nếu bệnh viện bị quá tải, tôi thường lấy ví dụ hàng phở. Dù ví dụ này không được cao sang cho lắm, nhưng tôi cho về bản chất thì cùng là ngành dịch vụ, phục vụ con người. Khách đến một cơ sở dịch vụ đều gặp phải những vấn đề nếu cơ sở đó quá tải. Khi mới mở hàng phở, ông chủ nào chẳng mong ước hàng mình đông khách ngồi tràn cả ra ngoài đường, rồi lãi nhiều mua luôn cả nhà bên cạnh để mở rộng, rồi phát triển thành chuỗi hàng phở, rồi mình giao cho nhân viên mình làm, mình chỉ ngồi thu tiền và đi đánh góp. Thực tế, cửa hàng mở ra lèo tèo có vài bộ bàn ghế, ngày bán được 100 cân bánh phở. Đột nhiên có một ngày đông khách, thịt gần hết, nước dùng gần hết, bàn đông khách không ai dọn. Thế là chủ và nhân viên cuống cuồng lau vội mặt bàn, gạt tất cả đồ thừa xuống đất, đổ thêm xô nước lạnh vào nồi nước dùng. Thịt hết thì mỗi bát bớt đi một chút. Rút cục thì cũng xong. Khách vào ai cũng có phở để ăn. Doanh thu hôm đó tăng rõ. Đêm về, chủ cửa hàng sướng âm ỉ. Thời của mình đến rồi chăng? Nhưng hôm sau, cửa hàng vắng hoe, không có khách. Hôm sau nữa cũng vậy. Khách đã một đi không trở lại. Và hàng phở mãi suốt đời leo teo vài bộ bàn ghế, không lớn lên nổi. Vì người khách một lần phải chờ đợi, ăn bát phở nhạt nhẽo trong cái quán bẩn thỉu, không ai muốn quay lại lần thứ hai nữa. Thế là mất khách. Bệnh viện quá tải dù không phải là quán phở, nhưng cũng là cơ sở ấy thì theo quy luật, nếu số lượng bệnh nhân đông vượt công suất thiết kế, tiện ích mà mỗi người bệnh được hưởng sẽ giảm tương ứng với tỷ lệ quá tải. Khi bệnh nhân đông gấp đôi thì tôi chắc chắn chất lượng sẽ giảm một nửa. Đó là thực tế nhẹ nhàng nhất, nếu như không muốn nói nặng hơn. Sức bác sĩ khám 60 bệnh nhân một ngày, bây giờ phải khám 120 bệnh nhân thì đương nhiên thời gian dành cho mỗi người phải giảm xuống một nửa. Sự chú tâm quan sát còn giảm nhanh hơn. Nặng hơn nữa thì các sai sót nhầm lẫn y khoa sẽ xảy ra, hậu quả khôn lường. Cùng với đó, hệ thống phục vụ quá tải, nhà vệ sinh khai nồng không ai dọn, sàn nhà đầy đất cát, giường đệm sộc sạch. Tất cả quy trình vệ sinh khử khuẩn có thể bị bỏ qua hoặc sơ sài. Không gian đặc quánh hơi người, tiếng ồn. Trong khoa nhi nếu quá tải sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các trẻ. Trong khoa hồi sức cấp cứu nếu quá tải sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện, tăng nguy cơ kéo dài thời gian điều trị và tử vong. Nhiều ví dụ tương tự có thể kể ra ở tất cả các khoa, tức là khi quá tải thì chất lượng phục vụ sẽ giảm xuống một cách hiển nhiên. Sự việc tưởng chừng như hiển nhiên đó ai cũng biết rõ, lãnh đạo bệnh viện không thể không biết. Nhưng ở chỗ riêng tư mà nói, có không ít lãnh đạo bệnh viện thích quá tải, còn khoe với nhau rằng bệnh viện mình quá tải. Tại sao thích? Vì cũng từng ấy con người và từng ấy trang thiết bị mà tiền thu về nhiều hơn, không phải đầu tư mà vẫn thu thêm tiền. Ai mà chẳng thích? Ở mức độ nhẹ hơn thì đâu đó trong tâm lý lãnh đạo chưa thật sự bức xúc, chưa thật sự muốn giảm tải cho bệnh viện. Đâu đó còn pha chút kiêu hãnh rằng bệnh viện mình tốt thì dân mới đến đông, mới quá tải. Bởi vậy, mọi người mới thấy lãnh đạo bệnh viện cứ lên truyền thông là nói về quá tải, nhưng hành động thực sự thì còn quá ít. Tức là vấn đề chống quá tải bệnh viện còn cần thay đổi ở cả nhận thức nữa. Cần phải biết rằng, khi người bệnh đến bệnh viện trong tình trạng quá tải sẽ mang ấn tượng xấu về bệnh viện. Cũng như người khách đã một lần ăn bát phở leo tèo thì sẽ vĩnh viễn có ấn tượng xấu với cái hàng phở ấy. Người khách ấy sẽ không bao giờ quay lại hàng phở ấy lần thứ hai. Nếu có chọn lựa, người bệnh sẽ không quay lại cái bệnh viện quá tải. Ấy là nguy cơ mà các lãnh đạo nên nhớ. Còn hiện nay, người bệnh vẫn phải quay lại do y tế độc quyền, do người bệnh không có điều kiện kinh tế để đưa ra sự lựa chọn khác, ví dụ như đến các cơ sở y tế tư nhân. Để người bệnh quay lưng với bệnh viện lại càng nguy hiểm hơn trong bối cảnh cạnh tranh trong y tế ngày càng cao như hiện nay. Nếu y tế được tự do cạnh tranh thì các bệnh viện quá tải sẽ không còn khách, dẹp tiệm. Để bệnh viện quá tải là bớt xén quyền lợi của bệnh nhân, là bóc lột sức lao động của nhân viên y tế. Muốn tránh bệnh viện quá tải thì lãnh đạo bệnh viện phải đón trước được nhu cầu của xã hội, mở rộng cơ sở vật chất, thuê thêm nhân viên y tế thì mới đảm bảo được chất lượng phục vụ không bị giảm sút. Chứ không thể để bệnh viện quá tải rồi động viên nhân viên y tế cố lên, y đức cao lên.
Phải thấy rằng mỗi khi bệnh viện quá tải là một dịp may để quảng bá bệnh viện, dịp để bệnh viện đến được với nhiều khách hàng hơn, là cơ hội trời cho để làm marketing bệnh viện. Gần đây, truyền thông phản ánh khi dịch COVID-19 hạ nhiệt, người dân tuyến dưới bắt đầu đổ lên các bệnh viện tuyến trung ương khám, chữa bệnh, khiến nhiều cơ sở rơi vào quá tải trầm trọng. Có nơi bệnh nhân tăng tới gần 300%, phòng mổ sáng đèn suốt đêm. Bác sĩ, nhân viên y tế phải tăng ca, tăng giờ làm lên đến 16 tiếng một ngày, bận rộn với guồng quay công việc từ 6 giờ sáng đến 8-9 giờ tối để phục vụ hết bệnh nhân. Xét trên bình diện chung thì nhà nước, xã hội đã có nhiều nỗ lực đầu tư để giảm tải bệnh viện. Nhưng nhìn vào thực tế, chưa thể nói những gì chúng ta làm là đủ đáp ứng yêu cầu. Ngoại trừ 2 năm đại dịch, tình trạng quá tải bệnh viện đã kéo dài hàng chục năm nay và ở nhiều nơi ngày càng nặng nề hơn. Chống quá tải bệnh viện là một nhiệm vụ lớn của ngành y và toàn xã hội, cần nhiều nguồn lực, nhiều thay đổi về chính sách. Nhưng chống quá tải bệnh viện còn cần bắt đầu ngay từ nhận thức của nhân viên y tế, mà cái hình ảnh quản lý quán phở là một ví dụ dễ thấy nhất. Hoa hậu làm từ thiện. Thưa quý vị, với truyền thống lá lành đùm lá rách, mỗi năm bão lũ, mạnh thường quân cả nước đều hướng về miền Trung thân thương. Năm nay, bão Noru được dự báo là mạnh nhất 20 năm qua, khiến cả nước lo lắng. Trong bối cảnh đó, dàn hoa hậu đình đám từ Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Tiểu Vi đến Đỗ Thị Hà, Mai Phương đã nhanh chóng đứng ra kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên, cách kêu gọi nhanh hơn bão của dàn hoa hậu gây ra nhiều phản ứng của dư luận. Quay ngược trở về thời điểm năm 2020, cơn bão lịch sử đổ bộ vào Quảng Bình, tang thương tiêu điều. Thời điểm đó, rất nhiều cơ quan cá nhân, đặc biệt là giới nghệ sĩ đã đứng ra kêu gọi tấm lòng của người dân. Chưa bao giờ cả nước đồng lòng đến thế, bất cứ một lời kêu gọi nào đưa ra cũng được hưởng ứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau đó lại là những lùm xùm liên quan đến tính minh bạch và giải ngân. Việc chậm trễ giải ngân 14 tỷ của nghệ sĩ Hoài Linh là một ví dụ. Chính vì thế, để giải quyết tình trạng trên, tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2021/NĐ-CP yêu cầu cá nhân khi làm từ thiện phải lập tài khoản mới phù hợp với đợt từ thiện cụ thể. Sau khi xong đợt thì đóng, không được nhận thêm. Thông tư số 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng yêu cầu làm từ thiện phải có sổ sách kế toán, báo cáo và minh bạch thông tin. Trong bối cảnh đó, khi cơn bão Noru được dự đoán mạnh nhất 20 năm qua, cùng với những vết xước từ thiện đang hiện hữu, thì lời kêu gọi đầu tiên của Hoa hậu Thủy Tiên gây ấn tượng mạnh. Bài đăng của Hoa hậu này rất có tính thời sự. Nhiều người còn nói đùa rằng hoạt động quyên góp này nhanh hơn bão khi cơn bão Noru vừa mới áp sát đất liền, chưa gây ra thiệt hại đáng kể, chưa thống kê được thiệt hại cụ thể. Đáng nói nữa là Thủy Tiên đứng ra kêu gọi nhưng lại dùng một tài khoản khác có tên là Phạm Dung để nhận tiền quyên góp. Một điều cần đặt câu hỏi nữa là sau Thủy Tiên, rất nhiều người đẹp cùng công ty quản lý như Hoa hậu Tiểu Vi, Mai Phương, Á hậu Phương Anh đã đồng loạt kêu gọi từ thiện về tài khoản từ thiện câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm với người thụ hưởng là Phạm Dung, quản lý của các hoa hậu. Khiến dư luận đặt câu hỏi, vậy cuối cùng ai là người chịu trách nhiệm đối với niềm tin của dư luận và sự minh bạch trong việc sử dụng số tiền từ thiện này? Hoa hậu làm từ thiện là chuyện tốt nên làm thường xuyên vì tên tuổi của họ dễ thuyết phục các mạnh thường quân. Khi kêu gọi từ thiện, chúng ta dùng uy tín của bản thân thì phải có trách nhiệm đến cùng trong việc giải ngân và thực hiện xứng với niềm tin mà người đóng góp đã gửi gắm. Trong đó, tài khoản nhận tiền nếu không phải của chính mình thì cũng nên là tài khoản của một tổ chức lớn, uy tín và được nhà nước, pháp luật công nhận, chứ dùng một tài khoản của người khác, lỡ có chuyện gì xảy ra thì lại đổ qua đổ lại, dễ bị tổn hại danh tiếng. Bài học chấn thành không đi từ thiện, nhận xong chuyển cho người khác làm, nhận nhiều ý kiến trái chiều vẫn còn đó. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên là một trong số ít người đẹp nhận được sự ủng hộ của dư luận trong thời buổi ra ngõ gặp hoa hậu như hiện nay. Nên chăng không chỉ Thủy Tiên mà những người nổi tiếng, hoa hậu cứ làm từ thiện nhưng dùng tài khoản của mình, lập tài khoản mới cho mỗi đợt, có sổ sách, minh bạch thông tin như yêu cầu của nhà nước là được. Quan trọng nhất là sau khi kêu gọi thì phải chịu trách nhiệm cho đến cùng. Điều đó cũng giúp người đóng góp yên tâm, không có lời ra tiếng vào sau mỗi mùa từ thiện, chứ cứ dở ương ương thế này, danh xưng hoa hậu tự nhiên bị vết xước, khó có thể giải bày.